Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thanh tịnh như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì sắc không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì nhãn xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì sắc xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh.